Nóng nực quá thôi, quán này có máy lạnh phòng lạnh không trời? Em ra em chơi cho anh hỏi cái. Em cái quán mình là mình săn vườn vậy á, là mình có cái phòng lạnh không? Dạ rồi, anh cứ bình tĩnh, bây giờ mời anh nhẹ nhàng ngồi không xuống ghế lắm. Dạ rồi, em hiểu cảm giác của anh, nhưng mà bây giờ anh cứ bình tĩnh, anh ngồi xuống ghế giùm cái. Dạ được quá em ơi. Rồi hiểu rồi. Bây giờ ha, trước khi mà anh thắc mắc về cái vấn đề mà quán em có phòng lạnh hay không, thì anh hết sức bình tĩnh, nhanh đi. Tập trung tỉnh táo để có thể là em hỏi anh một vài câu hỏi anh ha. Ừ, anh bình tĩnh rồi đó. Bây giờ trước khi vô cái mục order trong cái quán, anh tập trung nghe em nói nè. Dạ rồi, thì anh cho em hỏi là cái lý do gì mà ngày hôm nay anh đến cái quán của em? Anh đi dọc cái tuyến đường này nè, là anh thấy không có quán nào, toàn mấy quán cà phê giỏng này kia không mà bùi bùi không mà anh thì anh muốn vô quán cà phê nào có máy lạnh để anh mát á. Có nghĩa là anh lựa chọn vào quán em để uống cà phê bởi vì mục đích là anh thấy là quán em có cái tiềm năng là có khả năng có máy lạnh. Đúng rồi. À rồi, anh chị chưa uống quán này đâu biết quán ngon dở đâu. Dạ rồi, là lý do vào quán là vì là lựa chọn uống máy lạnh. Dạ rồi. Dạ. Máy lạnh đó đúng không em? Dạ đúng rồi, trong này là phòng lạnh. Nhưng mà trước khoan, anh cứ bình tĩnh ngồi đây đã. Dạ. Dạ rồi. Thì không biết là trước khi mà vào quán em uống cà phê thì cái tâm lý của anh nó có ổn định hay không? Anh có buồn phiền, thắc mắc hay là khó chịu cái vấn đề gì ở trong người mình hay không? Có xảy ra mâu thuẫn xích mích chia tay với người yêu hay không? Rồi giữa gia đình anh và cha mẹ anh có xảy ra cái mâu thuẫn gì hay không? Con cái thuận hòa hay không? Chưa. Có buồn. Dạ, có buồn. Ở nhà nóng nực quá, cái buồn bực á, cái ra đây kiếm máy lạnh. À có cúp là đèn, cúp điện. Dạ có nghĩa là anh buồn bực, là tự tâm anh buồn bực đúng không? Đúng rồi, cúp điện ở nhà buồn quá. Dạ rồi, dạ rồi. Không nổi. Có nghĩa là tâm lý anh buồn bực. Đúng rồi. Là do nhà cúp điện. Đúng rồi. Dạ rồi. Không có xích mích gia đình gì hết đó. Dạ rồi, vậy rồi anh cứ bình tĩnh nha. Ừ. Rồi. Tiếp theo thì không biết là khi vào quán anh uống cà phê anh có đem tiền không ạ? Có chứ. Dạ. Ủa mà ai nước nhân ly ạ? Dạ, tùy, ví dụ như anh ngồi ở không gian ngoài trời này thì khoảng 20.000 tùy loại nước. Còn vô phòng lạnh thì gấp đôi anh. 40, 60. Dạ đúng rồi. Vậy hồi nãy đi gấp quá quên đem tiền mặt rồi, chuyển khoản được không? Dạ rồi, đúng rồi, người anh sang trọng vậy mà phải chuyển khoản chứ đúng không? Đúng. Là thời đại công nghệ 4.0 mà. Rồi, hình thức chuyển khoản ha. Quá em ơi. Dạ. Vô được em. Đó, bình tĩnh, em. Bình tĩnh. Em thấy anh bắt đầu có cái cảm giác hình như là buồn bực rồi đúng không? Rất là nóng nực. Nói chung nóng là nực, do nóng nực cho thời tiết. Dạ. Đúng. Rồi bây giờ anh bình anh tĩnh nè. Không thoải mái trả lời á. Dạ, bây giờ anh cứ bình tĩnh nghe em nói nè. Khi mà anh đang ở cái môi trường mà nó nóng nực thế này, ở nhiệt độ 40-41 độ C thế này. Mà bây giờ anh cứ hấp tấp, anh cứ đòi vào trong cái phòng máy lạnh như vậy, đang 40 mà xuống còn có 16-17 độ, nó bị sốc nhiệt thì nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe của mình, lúc đó không ai chịu trách nhiệm cả. Đúng rồi. Nên là một con người có học thức, có hiểu biết thì anh hãy hiểu vấn đề đó và đừng có vội vàng, đừng hấp tấp cái gì hết. Cứ từ từ bình tĩnh ngồi đây để nghe em hỏi, nghe em phân tích, tư vấn cho anh nha. Em cho anh cho hỏi này được không? Dạ. Ngoài cái quán của em ra đó thì có quán nào gần đây không? đi đòi về á. Anh giỡn hoài, tự nhiên mới vô quán đòi về. Ý anh là ngoài cái quán em có máy lạnh đúng không? Đúng rồi. Thì còn quán nào khác có máy lạnh không? Làm gì có anh. Nguyên cái trục đường này là 4 cây số là chỗ mình quán em có máy lạnh chứ thôi. Chứ là hồi nãy giờ là ở nhà anh nóng. Dạ. Ba giây chịu không nổi rồi. Dạ. Anh tiếp em nãy giờ khoảng 3 phút. Dạ. Là rất là bực rồi đó. Em hiểu vấn đề đó. Cho anh đó. Về đi. Không, được. Anh phải ngồi đây để em phân tích cho anh hiểu. Thứ nhất là anh đã bỏ công bỏ sức thời gian của anh ra bởi vì trong căn nhà của anh nó quá nóng nực. Nên là anh lựa chọn ra quán cà phê để được mát, được lạnh, được thoải mái, dễ chịu, để giảm cái cơn bực tức trong người của mình. Tuy nhiên, tới quán anh không được vào máy lạnh thì anh càng cảm thấy bực tức hơn. Đúng rồi. Và anh cảm thấy bực tức khi mà nói chuyện với em. Đúng rồi. Có nghĩa là tâm lý của anh nó đang không được ổn định. Mà em đã phân tích cho anh rồi. Đang nhiệt độ 40-41 độ C thế này mà anh cứ một mực đòi vào trong phòng lạnh như vậy, nó bị sốc nhiệt. Anh hiểu vấn đề không? Nó bị sốc nhiệt. Đúng. Cái vấn đề không phải là em keo kiệt cho anh gì cả, vấn đề là phòng lạnh, nhưng mà cái vấn đề đó là sức khỏe của anh nó không có tốt. Đúng rồi. Là anh hết sức bình tĩnh ngồi đây nha. Anh chịu khó anh ngồi đây, thứ nhất là vừa không gian thoáng mát rộng mở, vừa không bị sốc nhiệt, mà giá cả nó cũng phải chăng nữa. Ok là hợp lý không? Thôi anh thấy là bây giờ sau khi trò chuyện với em á là cho anh quay về nhà đi, ở nhà anh sốc nhiệt anh chịu được luôn á, ở nhà đi. Không được. Ở nhà biết sao không? Nóng nực nhưng mà anh không phải đối chấp, anh không phải tiếp chuyện với một người nào mà lằng nhằng như em á. Rồi. Còn em... ở đây lằng nhằng quá em ơi. Rồi, em hiểu rồi. Có nghĩa là anh đang cảm thấy phiền bởi vì em lằng nhằng. Rồi bây giờ chốt lại cuối cùng nè. Bây giờ anh mời anh ký vào đây, xác nhận giúp em là những cái thông tin hồi nãy anh vừa khai nó là sự thật và trên nguyên tắc tự nguyện nha. Đúng với ba câu hỏi em vừa rồi em hỏi anh. Đúng nha. Rồi. Dạ rồi, anh ký và xác nhận giúp em. Ơi, dạ rồi, cảm ơn anh. Khỏi vô máy lạnh luôn, ở đây được rồi. Dạ. Ở đây luôn nha. Không, bây giờ anh phải vô máy lạnh. Không được. Em hiểu tâm lý khách hàng. Mục đích của anh á là bởi vì ở nhà của anh nó quá nóng nực, thành ra là anh đi tìm một cái quán cà phê nó có máy lạnh để anh ngồi. Mà bây giờ tới quán rồi anh không được vào máy lạnh như vậy thì rất là kỳ cục. Không được, anh phải vào máy lạnh giùm em. Khoan cho nói câu này vui lắm. Dạ. Cái là nếu anh vô quán bây giờ á, anh không sợ sốc nhiệt nữa. Dạ.
anh vô trọng á, anh lại nghe tư vấn á, anh sẽ sốc thuốc. Tại trước khi đến đây anh uống thuốc rồi, nói chuyện nhiều quá anh sốc thuốc á, là vô bệnh viện không kịp. Không không, anh hiểu lầm ý em rồi. Anh đã ký vào cái này rồi, anh xác nhận thông tin rồi, thì em vào trong đó em sẽ không hỏi anh nữa. Anh được quyền vào trong máy lạnh rồi, và em sẽ điều chỉnh máy lạnh cho nó lên tương thích với cái cơ thể của anh nha. Anh không có thêm nhiệt nữa nha, ok chưa? Rồi giúp giùm em, KPI của em tháng này là phải được 10 khách vào máy lạnh á nha. Anh thông cảm giùm em cái. Ủa anh ơi, hồi nãy anh chưa có order. Dạ. Cho anh tận hưởng máy lạnh xíu. Không, anh phải order đi rồi, anh muốn tận hưởng sao tận hưởng. Dạ, anh vui lòng hợp tác giùm em cái. Dạ. Ép cam đi. Dạ, ép cam mà cam dạo này mắc quá không có nhập gì anh. Anh thông cảm chọn món khác giùm em. Đây. Okay. Nhiều nước lắm. Dạ. Trà ổi hồng. Trà ổi hồng hả anh? Dạ, hồng hôm nay là nó ổi hôm nay không được tươi, nó hơi bị héo á. Anh chọn món khác giùm em, quán nhiều món lắm. Dạ, nhiều món xong. Thôi giống là nhiều món lắm, chọn món không có hết vậy. Chọn món khác nhiều món lắm, mấy chục món lận. Trái cây trắng miệng đi. Dạ trái cây, chưa uống mà trắng miệng cái gì anh? Anh chọn nước ép hay là nước gì uống giùm em cái đi. Cà phê muối có không? Dạ không, không có muối, ăn cà phê không được không? Thôi về đi. Ủa, anh ơi.